Hello, xin chào tất cả mọi người. Tôi là Đoàn Đình Trung đây. Hiện tại tôi đang có mặt ở Sofitel Sài Gòn Plaza, là một cái khách sạn 5 sao rất là nổi tiếng tại thành phố Hồ Chí Minh. Đó. Và hôm nay là sự kiện tất niên của Like Care. Đó, và chúng ta tham quan một vòng nhé. Sofitel rất là đẹp. Đấy, rất là đẹp luôn. Xung quanh xem mọi người đang check in, quá đẹp, khung cảnh rất là tuyệt vời. Ok, bây giờ chúng ta ghé vào cái phòng tiệc một xíu nhé. Chúng ta ghé vào phòng tiệc một xíu nhé. Ok, ghé vào phòng tiệc một xíu. Đây là khu vực mọi người đang check in, người đang check in ở đây. Đấy, ok. Đây chính là khu vực tiệc của chúng ta đây, rất tuyệt vời. Ok. Đấy. Hello, xin chào tất cả các bạn. Chúng tôi đang có mặt tại sự kiện tất niên của Like Care. Sofitel Sài Gòn.